Xin chào tất cả mọi người, tôi là Nguyệt Hà và hiện tại thì tôi đang cầm trên tay 5 lá phiếu quyết định số phận của 5 team sẽ diễn những tiết mục như thế nào, hấp dẫn hay không tại cuộc thi The Techie Lip Sync Battle. Và sau đây hãy cùng theo chân Nguyệt Hà đến với phần bốc thăm đầu tiên, đó chính là đội sale. Đi theo mình nhé. Xin chào tất cả mọi người ạ. Sau đây chính là phần bốc thăm cuộc thi The Lip Sync Battle của Techie. Thì sau đây em xin mời anh Hiệu có thể đại diện phòng sale để bốc thăm phần thi đầu tiên của mình được không ạ? Thì anh có thể cho em một chút cảm nhận của mình với cái cuộc thi này được không ạ? Cuộc thi này thực sự là một cái cuộc thi anh thấy là có quy mô lớn nhất từ trước giờ của Techie, và anh rất là hy vọng là đội anh sẽ giành chiến thắng để mang lại giải thưởng cho đội ngũ phát triển kinh doanh của Techie. Vâng, thế thì anh tự tin bao nhiêu phần trăm với tất cả nhân viên của mình cũng như là đội sale thì có thể giành chiến thắng trong phần thi này? 100% không phải nói nhiều vì các đội khác năng lực với cái khoản này kém lắm. Sau đây thì xin mời anh bốc thăm cuộc phần thi của mình ạ. Singer. Và xin chúc mừng đội sale. Vâng, hiện tại thì chúng ta chỉ còn 4 lá phiếu thôi. Và 4 lá phiếu này sẽ trao đến cả 4 team còn lại. Và đầu tiên chúng ta hãy cùng đi đến phòng chuyên môn. Có thể mở luôn á? Có. Anh nốt được số mấy ạ? Anh số 4 ạ. Vâng, anh có thể đưa mình lên trước hộp kính được không ạ? Vâng. Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là căn phòng làm việc bí mật của team hành chính nhân sự kế toán và cắt ghép. Em muốn phỏng vấn chị một chút ạ. Chị đã đến biết đến cuộc thi The Techie Lip Sync Battle chưa ạ? Tôi đừng có quay, chị không biết gì đâu. Chị chưa biết đâu. Nói chung là chị không để ý cái gì đâu, mày hỏi là cái gì? Nghĩa là gì đấy? Chị bu là cái gì? Chị có thể giơ tiết mục của mình trước ống kính được không ạ? Sau khi bốc thăm được tiết mục này thì chị tự tin bao nhiêu phần trăm tin mình sẽ giành chiến thắng? Chị không biết. Chị nghĩ là chả thắng được đâu. Để nó bao giờ nó thắng thôi này. Chúng ta chỉ còn 2 lá phiếu cuối cùng. Và liệu rằng team Gắt Ghét sẽ bốc được lá thăm nào? Và chúng ta hãy cùng gặp team Gắt Ghét nhé. Thì trong ngày hôm nay anh Phú đang ở phương trời xa, không có mặt tại Techie. Thì sau đây mình sẽ gặp anh Thành và nhờ anh bốc thăm cho phần thi này. Anh có thể giơ tiết mục của mình trước ống kính được không ạ? Đây là lá phiếu cuối cùng. Và chúng ta sẽ xuống mệnh để xem rằng trong lá phiếu này là tiết mục gì nhá. Chị Thu có thể nhận lá phiếu của mình và mở cho tất cả mọi người xem được không ạ? Thì đã chuẩn bị gì cho cuộc thi này rồi ạ? Chị đã chuẩn bị một đội ngũ nhân lực hùng hậu với một dàn hot boy chân dài đến nách để tranh giải trong đợt này. Chị tự tin Max sẽ vô địch. Chị có thể bốc bóc phong bì này. Và chúng ta đã tìm ra chủ nhân của 5 lá phiếu. Hãy cùng chờ đợi 5 tiết mục đặc sắc này tại Đường Hoa Lan nhé.